Nhớ ngày xưa tôi dạy thì vào năm lớp 6, đau ngực nhưng không hiểu tại sao nên tôi đã lấy Google tìm lý do. Thế là 7749 các loại bệnh nan y hiển thị lên kiểu ung thư, dịch hạch, tưởng mình sắp chết thật sợ quá không dám nói mẹ. Thế là mình kiểu lầm lầm lì lì, sách gơ chồng kẽm. Cha má thấy lạ nên hỏi mình, thì mình gì hỏi thì mình bị ảo anime nên ra vẻ cool ngồi đó là con ổn lắm ạ. Hồi đó nếu mà mọi người bị cái bệnh gì hết thì tuyệt đối đừng bao giờ lên Google á nha. Tuyệt đối đừng bao giờ lên Google á nha. Nha, con Google là cái con mà kiểu như là làm kiểu sao ta, làm quá mà chuyện lên á, ví dụ mọi người bị một cái gì nhẹ thôi á là lên Google, mấy người search ra kết quả lúc nào cũng là mấy người sắp chết hết trơn. Có gì thì đi bệnh viện khám hoặc là nói cho gia đình nha, tại vì kiểu người lớn người ta có kinh nghiệm người ta biết. Nhưng mà lên hỏi Google là kiểu nào cũng sắp chết, giống như hồi đó tôi cũng vậy đó. Vì kiểu là bị đau đầu chóng mặt buồn nôn á, xong tôi lên Google search xong mà tới nó ra tới cái gì luôn, tôi như kiểu là tôi sắp chết tới nơi vậy.